Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xây dựng chiến dịch marketing để có thể thu về được những chuyển đổi cũng như là doanh số cho cái lĩnh vực mình đang kinh doanh hay cho công ty của mình. Thông thường thì khi mà xây dựng chiến lược marketing ấy, bài bản thì nó sẽ bao gồm 3 phần chính. Thứ nhất đó chính là tiếp cận. Sau tiếp cận thì bắt đầu đến chuyển đổi. Đó, trong trường hợp mà người ta chưa có nhu cầu, người ta còn chưa yên tâm, người ta còn cần phải tìm hiểu thêm thì chúng ta sẽ cần phải có những nội dung để giữ chân, xây dựng thêm giá trị. Đây chính là 3 giai đoạn chính và rất là quan trọng để làm ra một cái chiến lược bài bản. Nhưng trong trường hợp chúng ta không có đủ nguồn lực và chúng ta không có nhiều thời gian để làm công việc đấy và mình vẫn có đang phải test sản phẩm, chúng ta chỉ tập trung vào mỗi chuyển đổi thôi có được không, thì câu trả lời là chắc chắn là được. Vậy ở đây Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn phân tích để chúng ta có thể tạo ra được những cái chiến dịch ngắn hạn để chúng ta test những cái chuyển đổi này sao cho hiệu quả nhất. Sau đây thì chúng ta sẽ sử dụng công thức, nó sẽ bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất đó chính là xây dựng nội dung và phần thứ hai đó chính là truyền tải nội dung. Xây dựng nội dung, xây dựng nội dung. Nếu bạn nào mà đã theo dõi kênh của mình nhiều rồi thì các bạn cũng không phải lạ lẫm gì với cái công thức bao gồm 2 bước này nữa: xây dựng nội dung và truyền tải nội dung. Thế thì khi mà xây dựng nội dung và truyền tải nội dung ấy thì chúng ta sẽ cần phải có sản phẩm ở đây. Vậy các bạn sẽ làm công việc đầu tiên đó chính là làm sao để có thể đóng gói cái sản phẩm này của mình thành một cái nội dung mà người ta có thể dễ dàng nhìn thấy và biết được cái nội dung này của bạn nó đang thể hiện, đang truyền tải thông điệp gì cho sản phẩm của các bạn. Ví dụ bây giờ các bạn đang bán một chiếc xe hơi, các bạn không thể cầm cả một cái xe đấy để các bạn ship đến tận nhà người ta bảo là ngắm nghía đi và xem cái xe đi và đưa ra quyết định mua hàng, rất là khó và cũng không mua được như vậy. Hoặc bây giờ cái xe của bạn ở showroom thì các bạn sẽ phải bắt khách hàng đến cái showroom đấy để ngắm nghía cái xe của các bạn và như vậy người ta yên tâm người ta mua hàng, thì cái tỷ lệ nó cũng rất là thấp tại vì không có ai rảnh để có thể lên được, hoặc là người ta phải tìm hiểu rất kỹ rồi thì người ta mới lên trung tâm, thì lúc đấy nó cũng đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ chúng ta muốn tiếp cận được khách hàng của chúng ta sớm và tiếp cận được nhiều khách hàng thì các bạn sẽ cần phải tìm cách đóng gói cả cái xe kia thành những cái nội dung để có thể làm sao nó thuận tiện cho việc phân phối. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ hình dung là chúng ta sẽ tập trung cho cái việc truyền tải, nó sẽ bao gồm là online và offline, thì cái nội dung chúng ta hướng tới nó cũng sẽ phải hỗ trợ cho cái công việc truyền tải đấy, tức là nó sẽ cũng có là online và offline. Vậy các bạn sẽ cần phải làm sao đóng gói được những cái sản phẩm này của mình thành những cái tư liệu online hoặc là thành những cái tư liệu offline. Ví dụ như tư liệu online ở đây ấy, thì các bạn sẽ cần phải đóng gói nó thành một cái video để làm sao quay, review, giới thiệu về những chiếc xe này. Và khi khách hàng người ta nhìn thấy cái video đấy, người ta hiểu được là cái ô tô này các bạn ấy nó có đáng mua hay không, và nó phù hợp với họ hay không, và họ có cần phải đưa ra quyết định mua hàng ngay bây giờ không, thì đó chính là cái vai trò đầu tiên, cái công việc đầu tiên, bước số 1 đó chính là xây dựng ra nội dung. Và ngoài cái video này ra, chúng ta cũng có thể làm hình ảnh, chúng ta sẽ chụp ảnh cái xe của chúng ta, chụp các cái góc cạnh, các cái chi tiết của cái xe đấy để làm sao người ta nhìn, người ta biết được là à cái xe này nó đang có những cái thông tin gì, và người ta từ đó căn cứ để đưa ra quyết định mua hàng. Và tương tự như vậy, bây giờ các bạn không chỉ làm online mà các bạn làm cả offline nữa, có thể là hỗ trợ cho cái việc là xem cho nó thuận tiện, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái catalog, tạo ra những cái tờ rơi, những cái file tài liệu trên giấy để người ta cầm, người ta xem được những cái thông số, xem được những hình ảnh minh họa cho cái nội dung các bạn. Rồi, thế giả sử chúng ta tập trung vào online thì các bạn sẽ tạo ra những cái video và những hình ảnh. Và không chỉ vậy, chúng ta không chỉ tạo ra một video, chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều những video để chúng ta sẽ xem rằng đâu là cái nội dung mà nó được tương tác nhiều, tức là đâu là cái nội dung mà nó hiệu quả ấy. Thế sau khi mà các bạn đã có nội dung rồi, nhiệm vụ tiếp theo của các bạn cũng chính là công việc số 2, đó chính là cần phải truyền tải được cái nội dung các bạn sản xuất đi. Bây giờ các bạn có quay cái video hay đến mấy, nói có hay đến mấy, nhưng mà nó không được công bố ra, nó không được đăng lên các nền tảng mạng xã hội ấy, thì nó cũng vô nghĩa, giống như việc là edit xong các bạn gấp máy tính các bạn đi về vậy, chả ai nhìn nội dung của các bạn thì nó là vô nghĩa. Vậy bây giờ các bạn sẽ cần phải truyền tải nó đi bằng cách nào? Thì Hiếu đã hệ thống, nó sẽ bao gồm 2 cách. Cách thứ nhất đó chính là free traffic hay gọi là organic traffic. Thứ hai đó chính là pay traffic, tức là chúng ta sẽ truyền tải bằng cái cách mà chúng ta sẽ khai thác từ những cái nguồn traffic người ta tìm kiếm, những cái nguồn traffic mà chúng ta sẽ lấy công làm lãi. Và loại traffic thứ hai là chúng ta sẽ bỏ tiền trực tiếp để khai thác cái traffic đó. Cái phần thứ nhất, các bạn có thể xây dựng ra những cái video ngắn để các bạn đăng tải lên TikTok, chia sẻ lên YouTube Short, hoặc là đăng tải lên Reel của Facebook, hoặc các bạn cũng có thể là đăng tải vào trong các hội nhóm, thì đấy cũng là cái cách mà các bạn khai thác về cái organic traffic. Hoặc các bạn cũng có thể là viết những cái bài viết SEO top tìm kiếm và có những đường link video của mình trong đấy để làm sao người ta tìm kiếm thì thấy các bạn ở đầu tiên, thấy các bạn ở thứ hạng cao và người ta kích vào người ta xem, thì đấy cũng chính là phần organic traffic, phần thứ nhất. Thông thường thì cái dạng traffic này thì các bạn sẽ bị động, tức là các bạn đăng tải đấy và đợi người ta tìm kiếm, người ta xem thì người ta thấy các bạn. Đương nhiên cái tệp data như vậy nó rất chất lượng, nhưng mà chỉ mỗi cái là bị động thôi.
Còn ở dạng traffic thứ hai là chúng ta có thể chủ động bằng cách là chúng ta trả phí, tức là chúng ta sẽ target trực tiếp vào những khách hàng, những cái người mà chúng ta mong muốn dựa trên cái những cái thuật toán quảng cáo hoặc là dựa trên những cái tệp người ảnh hưởng mà các bạn muốn khai thác. Ví dụ bây giờ khi mà Oppo họ vào Việt Nam ấy, họ muốn quảng bá cái sản phẩm dịch vụ này tới chủ yếu là sinh viên, thì ngay lập tức họ sẽ xem rằng là đâu là những người ảnh hưởng KOL, KOC mà có thể target gây ảnh hưởng cho cái tệp khách hàng của họ. Ví dụ như là Sơn Tùng này chẳng hạn, như vậy thì Oppo họ sẽ ký hợp tác với Sơn Tùng, và như vậy thì Sơn Tùng sẽ cầm điện thoại để review và quảng bá cho Oppo, và cái tệp fan của Sơn Tùng họ theo dõi Sơn Tùng mà họ sẽ biết được là đã có thương hiệu Oppo ở Việt Nam chẳng hạn như vậy. Thì đó chính là pay traffic. Vậy pay traffic các bạn hiểu đơn giản là chúng ta sẽ trả phí để chúng ta có được những cái traffic mà chúng ta mong muốn, tệp khách hàng sát hơn, đấy là chúng ta có cái cơ hội được chủ động. Thì các bạn có thể làm chạy quảng cáo này, chúng ta có thể là thuê booking lên các cái truyền thông báo chí, hoặc là chúng ta có thể là thuê PR các thứ linh tinh đó. Thì đấy chính là cái phần pay traffic. Thì sau khi mà các bạn đã có traffic rồi thì bắt đầu là chúng ta có tiếp cận, và người ta bắt đầu sẽ thực hiện hành trình, người ta tìm hiểu về sản phẩm dịch vụ các bạn quảng bá hay nội dung các bạn truyền tải đây là gì. Cái sản phẩm đây có thể là bán xe hơi, có thể xe hơi cũ đi cũng được. Các bạn làm ra nội dung này, và bây giờ các bạn đo lường là khi các bạn truyền tải thì các bạn thu về được khoảng tầm là 10.000 ở organic traffic, và các bạn thu về được khoảng tầm 10.000 ở pay traffic. Thì ở organic traffic ấy, thì 10.000 này nó sẽ thu hồi về được khoảng tầm là 10 khách hàng tiềm năng. Còn ở phần pay traffic này thu hồi về được khoảng tầm 20 khách hàng tiềm năng. Thế xong rồi từ đấy các bạn cũng sẽ chăm sóc tiếp, xem rằng là từ khách hàng tiềm năng này thì ra bao nhiêu khách hàng. Đấy, để chúng ta bắt đầu đo tỷ lệ chuyển đổi. Giả sử từ organic traffic này các bạn mang ra được 10 khách hàng tiềm năng, thì chúng ta lấy 10, chúng ta chia cho 10.000 để chúng ta nhân 100% để ra tỷ lệ khách hàng tiềm năng. Và tương tự như vậy, ở phần pay traffic thì các bạn cũng sẽ lấy 20 chia cho 10.000 và nhân 100% để ra tỷ lệ khách hàng tiềm năng. Còn đấy là tỷ lệ khách hàng tiềm năng thôi, còn tỷ lệ chốt được là bao nhiêu thì các bạn cũng sẽ đo lường lại con số là bao nhiêu khách hàng từ free traffic, organic traffic và bao nhiêu khách hàng từ pay traffic, để từ đấy các bạn sẽ ra được cái con số để các bạn tối ưu cho nó. Và bây giờ các bạn khi đã có những cái số liệu rồi thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta tối ưu cái tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ như là với cái nội dung là quay video là như thế này, video A các bạn có được khoảng tầm 10.000 free traffic và các bạn thu về được khoảng tầm 10 khách hàng tiềm năng. Bây giờ sao? Các bạn muốn test thêm nội dung B và các bạn thử xem là như thế nào. Và nội dung B ấy, thì các bạn thu về được khoảng tầm là 20.000 traffic và các bạn thu về được khoảng tầm là 30 khách hàng tiềm năng. Thì các bạn thấy nội dung B này nó hiệu quả hơn thì các bạn sẽ tập trung cho nội dung B này nhiều hơn. Và tương tự như vậy, các bạn cầm nội dung B này các bạn làm pay traffic và các bạn chạy quảng cáo ấy, thì cái nội dung này nó vẫn tiếp cận được 10.000 người, tại vì chúng ta trả phí thì nó vẫn giữ nguyên đấy. Nhưng mà sao, nó tạo ra chúng ta nhiều hơn, không phải là 20 khách hàng tiềm năng, nó tạo ra chúng ta 40 khách hàng tiềm năng. Cái tỷ lệ nó bắt đầu cải thiện lên, và tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ đo ra sẽ tạo ra bao nhiêu khách hàng, để từ đấy vào chúng ta sẽ lựa chọn nội dung B hay nội dung là A. Hoặc tương tự như vậy, nội dung B nó chưa hiệu quả, các bạn sẽ phải test sang ở nội dung C, D, E, F chẳng hạn như vậy. Biết làm sao mà chúng ta test ra được một nội dung mà nó hiệu quả, có các chỉ số tốt, thì như vậy chúng ta sẽ duy trì cái nội dung đấy nhiều hơn. Thì đấy chính là cái việc là chúng ta sẽ tập trung cho một cái chiến lược nào đó. Rồi, thì đấy chính là phần sơ đồ tư duy thôi. Còn bây giờ sao? Nội dung A các bạn sẽ làm những cái gì? Thì các bạn sẽ cần phải nhớ lại cái bài trước của các bạn, phải xem lại bài trước. Rồi chính là trong phần chuyển đổi ấy, thì các bạn sẽ phải tìm ra được những cái lợi thế cạnh tranh, cái lý do vì sao người ta mua hàng của các bạn. Ví dụ như là nội dung A ở đây ấy, thì các bạn sẽ test lý do người ta mua hàng của các bạn là bởi vì là các bạn có cái showroom rất là đẹp. Thì các bạn quay ra, các bạn giới thiệu về cái showroom mà các bạn ở đây rất là chuyên nghiệp, rất là uy tín, có thương hiệu lâu năm rồi. Và các bạn review cái xe đấy ở showroom đó thì xem rằng là người ta tin tưởng cái showroom các bạn để người ta mua xe của các bạn. Thì đấy chính là showroom. Và các bạn test ở đây là hiện tại bây giờ bên bạn đang nói về giá, cái chiếc xe này giá rất rẻ so với cả các thương hiệu khác đó. Thì đấy chính là phần giá, thì các bạn test một cái thông điệp nói về phần giá như thế nào. Hoặc là các bạn có thể test về một cái thông điệp, đó chính là people, là chuyên gia. Thì các bạn sẽ nhờ một cái người ảnh hưởng, một cái người rất là nổi tiếng, người ta sẽ review về cái xe đấy và người ta bảo rằng chiếc xe rất đáng mua. Thì tức là cái lời khuyên từ chuyên gia, lời khuyên từ cái người ảnh hưởng. Và như vậy thì người ta nhìn thấy, người ta tin tưởng cái người ảnh hưởng đấy, người ta mua hàng. Thì đấy chính là test nội dung về chuyên gia. Hoặc tương tự như vậy, các bạn sẽ xem rằng là có những yếu tố, những lợi thế cạnh tranh nào để người ta đưa ra quyết định mua hàng cái xe này của các bạn thay vì mua ở bên khác. Thì các bạn sẽ test thành các nội dung A, B, C, D, E, F để các bạn xem rằng là chỉ số nào là chỉ số hiệu quả và tối ưu nó lên. Trong trường hợp các bạn cũng có thể test nội dung E là các bạn sẽ kết hợp tất cả những yếu tố trên, các bạn xấu hết ra. Chúng tôi là có người ảnh hưởng, chúng tôi giá rẻ, chúng tôi có showroom xịn, chúng tôi có gì gì đó. Đương nhiên là cái nội dung này nó sẽ bị dàn trải nhiều quá và khách hàng đôi khi người ta cũng không có nhìn rõ được là thực tế là cái điều mà họ cảm thấy lý thú, hứng thú ở đây để người ta mua cái sản phẩm các bạn ở đây là gì, thì người ta lại bị phân tâm mất. Thông thường các chiến dịch quảng cáo hiếu thường hay tập trung vào một vài yếu tố nào đó
để làm sao test ra được một nội dung hiệu quả. Như vậy thì bắt đầu sẽ triển khai chiến dịch đấy. Tương tự như vậy thì Hiếu sẽ phân tích cho các bạn một cái ví dụ dựa trên cái sản phẩm dịch vụ của bên Hinu đang cung cấp. Ok, ví dụ như là bây giờ cái sản phẩm của bên Hiếu đó chính là khóa học marketing tổng quan. Rồi, thì đây chính là khóa học của bên Hiếu. Thế thì nhiệm vụ đầu tiên á là Hiếu sẽ cần phải đóng gói cái sản phẩm này của Hiếu thành một cái nội dung để người ta nhìn, người ta biết được là những cái thông tin về cái khóa học ở đây là gì và cái giá trị nó có thể mang lại, nó phù hợp với ai. Thì đó chính Hiếu sẽ cần phải đóng thành một cái nội dung. Và bây giờ sao? Cái nội dung này ấy, thì Hiếu sẽ cần phải tìm cách truyền tải nó đi. Đó, thì truyền tải đây sẽ có hai cách là free traffic và thứ hai là pay traffic. Và từ đấy bắt đầu Hiếu sẽ có tiếp cận. Cái dạng nội dung chuyển đổi của Hiếu ở đây á, nó sẽ thường là gì? Là website. Đây là website. Vậy bây giờ Hiếu sẽ trình bày tất cả những cái thông tin khóa học của Hiếu lên website sẽ là gì? Sẽ là nội dung này bao gồm những thông tin gì, dành cho ai, rồi tặng quà thêm gì, rồi nội dung này từ chuyên gia nào dạy, nội dung này đã nhiều người học chưa, tức là sẽ giải quyết tất cả những yếu tố đấy dựa theo nguyên lý ở 5W1H. Cái này ở trong khóa content mình giải thích rồi, các bạn tìm hiểu xem lại về cái tư duy 5W1H Hiếu chia sẻ. Rồi Hiếu sẽ phát triển ra thành một cái trang web. Và bây giờ Hiếu sẽ tìm cách truyền tải nó đi. Thế thì cái trang web này á mà truyền tải đi á thì nó hơi bị cồng kềnh, nó hơi khó. Thì Hiếu sẽ làm một cái đồ chính là truyền tải bằng việc là pay traffic, là chạy quảng cáo ở trên Google, hoặc có thể là Hiếu sẽ đăng tải seeding lên các hội nhóm để người ta ấn vào cái đường link đấy, người ta truy cập vào, người ta đọc, người ta mua hàng. Thì đấy chính là cái trang web. Và Hiếu thấy được là cái cách làm đó nó không mang lại hiệu quả quá nhiều, bởi vì cái trang web này nó cồng kềnh quá và khi mà phân phối nó tiếp cận nó không hiệu quả. Thì bây giờ Hiếu sẽ làm một cách thêm một bước nữa để nó đỡ bị cồng kềnh hơn, là đó chính là Hiếu sẽ tạo ra một cái hình ảnh. Thay vì đi phân phối một cái trang web rất là cồng kềnh, thì Hiếu sẽ design ra một cái hình ảnh, hoặc Hiếu sẽ làm ra một cái video tóm tắt tất cả những cái thông tin chính ở trong cái website đấy sẽ trình bày. Và Hiếu sẽ coi nó chính là cái nội dung để mình truyền tải. Và bây giờ mình sẽ thực hiện hành vi đăng tải lên các hội nhóm, đăng tải lên các cộng đồng. Và cái nội dung nó ngắn hơn, người ta nhìn thì nó tiếp cận nó sẽ dễ hơn và nó tiếp cận được nhiều người hơn. Tức là người ta xem thì người ta cũng đỡ bị ngại hơn khi mà nội dung nó phù hợp với cả cái thời lượng mà họ mong muốn họ xem, thay vì là người ta phải đọc cả website. Thì khi tiếp cận những nội dung đấy, người ta quan tâm và người ta muốn mua hàng, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiếp cận họ này. Mình sẽ để ra những cái thông tin chi tiết là bây giờ bạn muốn mua hàng thì đây có những thông tin chi tiết về cái khóa học đấy, thì các bạn vào website các bạn đọc. Thì như vậy bắt đầu người ta sẽ truy cập lại vào cái website của mình để người ta tìm hiểu, và sau đấy thì bắt đầu người ta đưa ra quyết định mua hàng. Thì đấy chính là khóa học của như vậy. Thế thì cái nội dung đây Hiếu sẽ cần phải design ra một cái hình ảnh, có thể là hình vuông, tỷ lệ 1:1 cũng được, hoặc là tỷ lệ 16:9 là phiên bản YouTube làm ngang, 9:16 hoặc là 6:19 là ngang hay dọc thì đó, tùy các bạn. Thì thông thường thì nếu mà đăng tải lên Facebook ấy thì Hiếu sẽ thường là làm hình vuông là chính, nó phù hợp với cái việc mà các cái ô tìm kiếm ở trên Facebook. Thì thông thường cái nội dung này là dạng nội dung mà chuyển đổi, tức là nói trực tiếp vào sản phẩm ấy, thì các dạng nội dung này thông thường là nó không có gì thú vị mấy, nó tiếp cận rất là khó. Thì Hiếu sẽ chủ yếu khai thác bằng cái dạng như là pay traffic, tức là Hiếu sẽ chạy quảng cáo trả phí. Và như vậy thì Hiếu sẽ design ra một cái ảnh và trong đấy sẽ giới thiệu về các cái nội dung thông tin khóa học ở đây là gì, một cách tóm tắt là khóa học dành cho ai, các thông tin chính ở đây là gì. Và nếu bạn quan tâm ấy thì bạn hãy liên hệ với bên Hinu hoặc liên hệ vào đây để các bạn được tư vấn thêm, và Hiếu sẽ chạy quảng cáo nó để tiếp cận được khách hàng tiềm năng. Và khi khách hàng tiếp cận được rồi, bảo người ta vào website để người ta đọc chi tiết vào trong đấy, nó sẽ show tất cả những cái nội dung theo các cái khung website mình làm đó, các bạn hình dung là như vậy. Ở đây hiểu đơn giản, Hiếu sẽ có thêm một công đoạn nữa là tạo ra một cái nội dung dạng đơn giản, và thứ hai đây là dạng nội dung phức tạp hơn nếu người ta có nhu cầu cao hơn. Thì đây chính là một trong những form chiến lược mà người ta sử dụng rất là phổ biến cho những cái bạn mà mới tìm hiểu về marketing mà chưa có biết nhiều, đó chính là chúng ta sẽ tạo ra một nội dung và khi khách hàng quan tâm rồi thì chúng ta sẽ điều hướng họ sang website hoặc điều hướng họ sang landing page để người ta tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm, và người ta để lại điện thoại, số điện thoại, data và người ta sẽ được liên hệ tư vấn và mua hàng. Thì đấy chính là cái form như vậy. Vậy tóm tắt cho các bạn lại thì vừa rồi nó là dạng chiến dịch số 1, tức là chúng ta sẽ xây dựng ra hai nội dung, một nội dung là để xây dựng cho cái việc tiếp cận, và một nội dung số 2 là đầy đủ thông tin để phục vụ cho chuyển đổi. Đó, thì cái dạng này là dạng gọn hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ phân phối đi, tiếp cận. Và sau đấy thì bắt đầu người ta sẽ vào xem đầy đủ và bắt đầu để lại data. Từ đó bắt đầu chúng ta sẽ kiếm được tiền. Thì đấy chính là một form cơ bản. Thì đây cũng chính là chiến lược số 1. Trong trường hợp cái sản phẩm này của mình nó phức tạp hơn một chút ấy, thì mình sẽ triển khai dạng chiến lược thứ 2, đó chính là xé lẻ sản phẩm ra để họ có thể mua đơn giản hơn hoặc họ có thể dùng thử. Ví dụ đây là khóa học này, thì nó sẽ bao gồm 10 buổi và giá của nó là 2,5 triệu chẳng hạn như vậy, tức là đâu đó khoảng tầm 250k một buổi. Thế bây giờ Hiếu sẽ triển khai theo hai cách, một là mình sẽ bán một buổi là 250.000
hoặc thứ hai là cái buổi đầu tiên mình sẽ free để cho mọi người học thử. Thế thì bây giờ Hiệu lựa chọn là free, tức là cho một người học thử. Thế bây giờ vẫn là cái sản phẩm đấy, nhưng mà Hiếu sẽ là lẻ ra thành một buổi là free. Thì Hiếu sẽ xem rằng cái buổi free đấy sẽ dạy ra những cái nội dung gì, Hiếu sẽ lựa chọn nội dung để dạy cho cái buổi một đấy. Ok, xong nhá. Bây giờ mình đã có một sản phẩm. Sản phẩm này ấy, nó là nội dung của một buổi. Và bây giờ nhiệm vụ của Hiếu cũng vẫn là gì? Là xây dựng nội dung, tức là đóng gói, tạo ra một cái hình ảnh tập trung cho việc chạy quảng cáo. Hiếu sẽ design ra một cái banner hoặc là một cái poster gì đó với tỷ lệ là 1:1 để đăng tải trên Facebook, và Hiếu sẽ giới thiệu về cái sản phẩm khóa học miễn phí này của Hiếu, tức là một buổi miễn phí này của Hiếu trong khóa học gì đó. Tức là giới thiệu đây là đăng ký học thử marketing chẳng như vậy. Thì Hiếu sẽ xây dựng ra cái nội dung như vậy để bắt đầu mình truyền tải, mình chạy quảng cáo cái nội dung này, và bắt đầu mình sẽ thu về data. Thế thì từ cái data đấy, sau khi người ta học thử ấy, bắt đầu mình sẽ chốt vào cái sản phẩm của mình là 10 buổi. Ở đây mình gọi là A nhé, còn đây là B. Thế thì sau khi mà mình đã thu data của B rồi ấy, người ta học thử rồi ấy, thì bắt đầu mình sẽ quay lại chốt về sản phẩm A. Thì đấy là một chiến dịch số 2. Thế thông thường ấy, khi mà bên spa ấy, giả sử người ta có 10 buổi trị liệu về trị mụn chẳng hạn như vậy, thì bây giờ 10 buổi đấy nó rơi vào khoảng tầm là 5 triệu hoặc là 3 triệu hoặc là bao tiền gì đó. Thế thì người ta chưa có niềm tin để đưa ra quyết định mua hàng ngay, thì bên spa đấy có thể là họ sẽ lẻ ra, người ta bán là chỉ với một buổi duy nhất là 300k, hoặc là có thể giảm giá vào 199k đấy. Và đấy chính là cái một dạng, hoặc có thể là họ free cái buổi đầu tiên luôn, thì họ lựa chọn cái gì cũng được, thì tùy. Thì miễn sao họ lựa chọn ra để họ có một sản phẩm B ở đây, sản phẩm nhỏ hơn, và từ đấy bắt đầu họ sẽ xây dựng ra một cái nội dung để PR cho nó, tức là trị mụn chỉ 199k một buổi duy nhất đấy, hoặc là có thể là miễn phí buổi trị mụn đầu tiên, thăm khám và trị mụn đấy. Từ đấy bắt đầu người ta sẽ tạo ra cái nội dung đấy và người ta truyền tải đi bằng việc chạy quảng cáo, và sau đấy thì thu data. Và khi mà thu data rồi thì bắt đầu nhân viên sale ấy sẽ làm việc là chốt sale để làm sao chốt ra được cái gói 10 buổi của bên chị mụn. Thì đấy chính là cái chiến lược số 2, là khi sản phẩm của chúng ta nó phức tạp hoặc sản phẩm chúng ta người ta chưa đủ niềm tin ấy, thì chúng ta sẽ xé lẻ sản phẩm ra để làm sao người ta có thể dễ dàng dùng thử hoặc là mua thử để người ta dùng trước để người ta xem yên tâm. Còn trong trường hợp cái sản phẩm của bạn nó phức tạp hơn nữa mà người ta không có niềm tin hoặc là chưa hiểu sản phẩm, người ta đưa ra quyết định mua hàng ngay chẳng như vậy, giống như là thông thường là các sản phẩm mới, ví dụ bây giờ Hiếu dạy về cái coaching marketing, người ta không hiểu và người ta chưa có niềm tin để người ta mua hàng, thì bây giờ Hiếu sẽ cần phải không thể xé lẻ sản phẩm nữa, Hiếu cũng thử xé lẻ mà không được ấy. Thì bây giờ Hiếu sẽ phải chơi chiến lược, đó chính là sử dụng sản phẩm phễu, thì sẽ như sau, nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì đây chính là số 3, đó chính là sản phẩm phễu. Thì ở đây mình sẽ có sản phẩm, ở đây là sản phẩm A. Sản phẩm A của Hiếu là coaching. Thế trong trường hợp mà mình thấy được là cái coaching này đang chạy quảng cáo, chốt sale hơi khó, thì bây giờ mình sẽ làm một sản phẩm B, đó chính là khóa học hoặc là cái gì đó, miễn là sao nó cùng tệp với cả coaching của Hiếu. Thì bây giờ sao mình sẽ tập trung xây dựng ra nội dung của cái khóa học này và mình sẽ truyền tải nó đi bằng việc chạy quảng cáo. Và sau đấy thì sao? Mình sẽ thu được data và mình sẽ chốt được học viên là đăng ký cái khóa học đấy. Sau từ đó thì bắt đầu mình sẽ chốt sale về cái coaching kia. Thì đây chính là một cái nguyên tắc để chốt sale sản phẩm phễu đó, thông thường nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì khi mà thực hành ấy, thì nó cũng sẽ nhiều cái rất là mới tùy vào lĩnh vực các bạn làm nữa, và đặc biệt là cái việc xây dựng nội dung ấy, chúng ta sẽ còn hơi bị ngượng ở trong đoạn đầu, thì các bạn cứ làm rồi các bạn cứ gửi cho Hiếu, Hiếu sẽ tư vấn thêm cho các bạn khi mà các bạn làm những cái chiến lược như thế này. Thì đây chiến lược số 3, chiến lược sản phẩm phễu rồi. Thế thì từ đầu đến giờ Hiếu đang lấy ví dụ cho các bạn là chúng ta đang làm toàn bằng cách là chúng ta chạy quảng cáo. Thế trong hợp Hiếu làm pay traffic nhưng Hiếu không muốn làm chạy quảng cáo thì sao, có được không? Thì được. Chúng ta có thể là thay vì chúng ta làm pay traffic là quảng cáo, chúng ta có thể làm PR chẳng như vậy. Ví dụ bây giờ Hiếu đang bán khóa học marketing và Hiếu thấy được là có một anh chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp, và anh thấy được là cái doanh nghiệp ấy họ cũng rất yếu về phần marketing, thì bây giờ Hiếu sẽ chi trả cho anh đấy hoa hồng để anh ấy giới thiệu về sản phẩm của bên Hiếu. Thì đấy cũng chính là một cách, anh ấy đi dạy cho doanh nghiệp, một tháng dạy khoảng tầm 30 cái doanh nghiệp lớn, thì anh ấy giới thiệu 3 doanh nghiệp lớn thì mình chốt được khoảng tầm 50 doanh nghiệp thôi là mình đã có tỷ lệ chuyển đổi rất là ok rồi, thì mình đã cắt hoa hồng cho anh đấy. Còn trong trường hợp anh ấy không muốn cắt hoa hồng, anh ấy muốn là có công, thì mình cũng có thể là thế, anh đi dạy anh giới thiệu về bên em một chút, hoặc anh cho em cơ hội giới thiệu với em một chút, thì em gửi anh cứ mỗi lần giới thiệu vậy em gửi anh tiền công trực tiếp luôn 500 hay bao nhiêu tiền gì đó. Thì đấy là tùy, miễn làm sao các bạn sẽ cần phải có được cái traffic từ việc các bạn bỏ tiền ra và các bạn tiếp cận được khách hàng của các bạn, và từ đấy các bạn có được cái tỷ lệ chuyển đổi, nó là như vậy. Ok, và ngoài cái PR ra thì các bạn còn rất nhiều các kênh khác nữa, từ chạy quảng cáo và không chỉ một nền tảng Facebook, chúng ta có rất nhiều nền tảng khác nữa. Và như vậy các bạn cứ ứng dụng, các bạn làm thử,
có khó khăn gì ấy, thì các bạn cứ đặt câu hỏi. Nhân tiện thì khi mà các bạn xem những cái nội dung chia sẻ này của mình ấy, mà các bạn thấy mình cần phải cải thiện cái gì để cho các bạn học, các bạn nghe, các bạn dễ hiểu hơn ấy, thì các bạn có thể comment. Mình sẽ cố gắng cải thiện cho những nội dung tiếp theo để làm sao hỗ trợ cho các bạn học một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những nội dung tiếp theo. Xin chào.